đi bóng rất kỹ thuật của các thủ Nhật Bản. Laila Takumi. Chúng ta một lần nữa lại được thấy những tình huống phối hợp có thể nói là rất sắc nét của U19 Nhật Bản. Một pha đệm bóng căn thành quá dễ dàng dành cho Takumi, và cầu thủ áo Syria này đã có được hai bàn thắng chỉ trong vòng những phút đầu tiên của trận đấu vào lưới của U19 Việt Nam. Những khó khăn là điều đã được dự báo từ trước ở trận đấu này. Chúng ta vừa được xem lại một lần nữa pha đi bóng và kiến tạo cơ hội dành cho Takumi.